anh biết được phần thơ. Trước mặt anh là trời xanh, là biển rộng. Đêm trăng lên nghe câu hò em hát, thương cha ra đồng bắt con tèm con cua, nối con đến người vai mẹ gầy gỗ. Dòng sông Lam chạy về dòng Lam, ngàn phố ngàn sông như dòng sữa mẹ. Anh đêm về kẻ bên tan xó, ai ơi có về hồng linh quê trang. Hoành sơn hiên ngang vượt qua ngàn máu đó, mang câu hò kẻ gỗ quê ơi. Hiện tại thì em đang hát cho các anh em nghe trên cái cấu hình dàn New Soul, cầm lấy cấu hình là bass 40 thúc, dàn máy 4 thớt đấy, và một đôi la full F 912, dàn máy âm thanh số anh em nhé. Khi mà anh em nghe trên dàn máy âm thanh số, bao giờ tiếng nó cũng trong và rõ hơn là những bộ dàn máy mà mình sử dụng bằng cơ hoặc cơ lai số anh em nhé. Ưu điểm của nó như vậy. Có bao giờ anh biết được vần thơ? Trước mặt anh là trời xanh, là biển rộng. Đêm trăng lên nghe câu hò em hát, thương cha ra đồng bắt con tèm con cua, nối con lên người vai mẹ gầy gỗ. Dòng sông Lam chạy về dòng Lam, ngàn phố ngàn sông như dòng sữa mẹ. Anh đưa em về kẻ bên tam xa, anh ơi có về hồng linh quê trang. Hoành sơn hiên ngang vượt qua ngàn bão, đồng lộc ơi mười bông hoa bất tường, vì vô thiên cầm cầu anh xa khơi, mình mang câu hò kẻ gỗ quê ơi. Anh thương em rồi, tình ta chung đôi, ta đưa nhau về Hà Tĩnh quê. Nguyên cái cấu hình của nó đây anh em này. Đấy. Hiện tại thì em đang kết nối với vang số PC. Đang kết nối vang số. Cái cấu hình này nó là một bass 40 bass súp. Đấy. Một con đẩy LX55 Plus. Đấy. Một con vang số VA750. Đấy. Một con ZQ10 quản lý và một bộ mic không dây. Cái bộ mic không dây này rất hay anh em nhé. Nó có thể là điều khiển cái EQ trên này. Nó có thể điều khiển cái EQ trên này. Đấy. Và đây là điều khiển echo nữa. Ừ. Nó rất là hay. Còn đôi đây là đôi loa S912. Chắc là em phải rút cái này ra để em điều khiển bằng tay vậy. Đấy. Hiện tại thì vì em kết nối phần mềm nên là em đang cắm máy tính mềm rút nó ra. Đây là con loa 912 anh em nhé. Con loa 912 đây, anh em có thể nhìn ngắm nó đây. Con này thì là thiết kế cho lắp phòng, nên chính vì vậy thì nó có thể là xoay tem anh em. Đấy, xoay tem này. Những cái dòng loa mà thiết kế cho lắp phòng thì có thể xoay, bởi vì khi mà vào phòng thì mình treo ngang loa thì bắt buộc mình phải xoay này. Đấy. Chứ không chỉ treo ngang loa thì cái tem nó dựng lên là không được, không đẹp anh em nhé. Kết cấu loa của nó khá là ok, khá là đẹp về hình thức. Chất âm thì anh em nghe em hát rồi. Em quảng cáo nó bằng cỡ nào thì anh em, vấn đề là nó phản ánh trực tiếp trên cái chất lượng âm thanh. Bởi vì khi mà cài đặt cho các bác thì em cũng không quá lạm dụng nhiều gì vật.
Nếu mà để một mình em hát thì em sẽ đưa cái gì vật cao lên thì nó sẽ có thể là nó sẽ sáng. Nhưng mà khi anh em hát thì tất cả những chất giọng thì nó sẽ không phải ai cũng hát được khỏe, ai cũng hát được dài hơi. Chính vì vậy thì sẽ không quá lạm dụng cái gì vật lên cao. Anh hiểu nha. Và nguyên cấu hình này rất là hay. Đồng bộ bát 40 xúc, con này là con 115 này. Rất là hay. Một dàn máy 4 thước âm thanh số và một đôi loa full 30 New Soul 912. Nguyên cấu hình này là 23 triệu đồng. Em sẽ lắp đặt tại nhà trong bán kính khoảng 150 cây số anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em. Nguyên cấu hình này em sẽ lắp đặt tại nhà cho các bác. Vâng, các bác xem video thì xin một like, chia sẻ video giúp em nhé. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều. Một cấu hình âm thanh số đồng bộ chính hãng mà giá 23 triệu với chất lượng âm thanh như này là quá tốt anh em nhé. Còn đối với vang cơ thì bà vang cơ đa số thì nó sẽ không bao giờ có cái tiếng nó sắc được như dòng vang số anh em ạ. Càng chuyên nghiệp bao nhiêu thì nó sẽ càng làm cái tiếng anh em nó sắc nét bấy nhiêu và càng chuẩn tiếng bấy nhiêu. Ok, xin chào tất cả anh em.